Bốn công chức tạm đình chỉ công tác gồm ông Nguyễn Văn Quang, ông Trương Văn Cường, ông Võ Thành Vinh là các kiểm soát viên và bà Nguyễn Thanh Thủy, nhân viên lái xe. Đồng thời, Tổng cục Quản lý Thị trường đã yêu cầu Cục Quản lý Thị trường Nghệ An khẩn trương báo cáo ngay các nội dung liên quan đến vụ việc nếu phát hiện có hành vi vi phạm trong hoạt động công vụ sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, theo phản ánh của ông Vi Văn Hùng sinh năm 1959, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Trương, hành nghề bốc thuốc Ba cán bộ quản lý thị trường đã đến kiểm tra hoạt động tại quầy thuốc của gia đình ông Hùng và nhận tiền để bỏ qua các sai phạm. Những cán bộ này đề nghị kiểm tra quầy thuốc theo đơn thư tố giác của một người tên Tuấn và cho biết có vi phạm nên sẽ bị phạt từ 60 đến 70 triệu đồng. Ông Hùng trình bày số tiền quá lớn, ông không thể nộp phạt được, nếu chỉ phạt từ 10 triệu đồng trở xuống thì có thể vay mượn được. Các cán bộ này đã đồng ý và ông Hùng đã bỏ vào phong bì 6 triệu đồng đưa cho tổ công tác. Cục quản lý thị trường Nghệ An cho biết sẽ xác minh rõ sự việc, nếu sai phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.